Trời ơi, trời ơi, gần là dữ thiệt, nhảy ra luôn hiểu không? Tôi mới khoe khen thôi. Là đây, đành trai thẳng của tôi. Thẳng, đành trai thẳng của tôi. Nó da dấp liền. Hả, em ở Gò Dấp phải không? Ồ dạ đúng rồi, em ở Gò Dấp luôn. Bạn ở Lấp Giò đúng không? Cái thác Chầm Hương nè, thác Chầm Hương. Thác Chầm Hương. Có chữ Hương là phải để chị. Có đậu khỉ á chị. Ở đó cái tướng này em thấy nó cũng... Ủa gì vậy? Sao chấp nhận làm khỉ không vậy? Không có. Trai đẹp mà làm khỉ à? Thằng nhỏ đang đưa chị Hương lên. Thằng Quân có nói chị Hương sắp sắp Chầm Hương là chị nói có Hương để chị làm cái tháp, chị đang làm tháp, thằng nhỏ đưa qua đảo khỉ luôn, từ đó mà thành khỉ. Dạ em tên là Trang Anh ạ. Ờ Trang Anh. Cha mẹ đặt tên tàn đẹp không ha, Đông Nghi Trang Anh, ngày xưa đặt Nguyễn Thị Lùng. Nguyễn Thị Lùng. Nguyễn Thị Lùng. Ai hay chị hả? Ai hay chị nói ai vậy? Sao có vẻ mùi trách móc quá vậy? Má thì ngày xưa đặt chị Nguyễn Cao. Cái gì không có tay mơ ước. Cái gì không có tay mơ ước. Mình làm hai nghề, dạ, tiền xài sau hết. Dạ bây giờ em mới kiếm một bạn nữ để xài chung với em. Kiếm một bạn nữ để xài chung với em. Trời ơi ta. Nếu mà mình có bạn gái mình sẽ nắm tay mình nói để đó anh lo. À để đó anh lo. Tự nhiên nghe cái từ đó xong nhỏ gái ngã vô lòng. Ừ dạ. Nó lo gì lên đi. Dạ. Thế giới để lo. À Lâm à, Đồng trả lời đi. Dạ xô à. Trời xô mà em tắt thì người ta gọi người khác mất. Gọi đi nghe đi. Nghe liền dạ. Nghe liền. Sao nghe chị bảo kê cho. Để chị đi hát đó. Kèm với em. Em hát chị muốn Minh Hòa. Chị nho trời đằng sau á. Vậy chồng nào nuôi nổi mi? Ai mà nuôi nổi? Ủa mi em nặng nhiêu ký mi? Anh xin lỗi anh hỏi hơi bất lịch sự. Em 46kg. 46kg hả? Ăn không mập hả? Dạ đúng rồi, em ăn hoài không có mập chị. Kỳ cục chị, cao mét mấy nè? Em cao mét 62. 62 mua 46kg ấm nhất à. Hợp lý ta, mà ăn quá vậy ăn. Kỳ vậy tôi đi ngang tôi hửa đồ ăn nó cũng mập nữa. Đi ngang đồ ăn tao để gì cái tôi hửa, cái tôi mập à. Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.